mọi người xem lốc xoáy kìa, nguy hiểm ghê không? Bờ bờ ngạnh nó nghĩa rồi, ôi trời ơi, bự 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 rồi. Chào mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang trên đường đi xuống cái láng dưới sông của anh Huân cùng với anh Huân anh Nghĩa mọi người. Ba anh em Sang xuống đây để làm một cái thử thách 3 ngày 2 đêm săn tìm cá lăng đỏ nha. Tại vì ở chỗ bản anh Huân vừa mới trải qua 3 cơn bão số 1, số 2, số 3 và trời mưa rất nhiều luôn. Cái mùa này thì nước sông nó bắt đầu dâng cao và nó chuyển sang hết màu đục. Khi mà nước sông chuyển sang màu đục là mùa cá lăng đỏ đi ăn bắt đầu nha. Nên anh mấy anh em Sang sẽ bắt đầu là đi săn cá lăng đỏ. Đợt này đi thì đi khoảng tầm 3 ngày 2 đêm thôi. Chủ yếu là mấy anh em Sang sẽ đi thử nghiệm xem là cá nó về hay chưa. Nếu mà cá về nhiều rồi á thì mới làm những cái chuyến đi dài 10 ngày để đi tìm những con cá to. Đợt này đi thì có lẽ là mấy anh em Sang sẽ ở dưới cái láng này. Đây là cái láng của anh Huân mọi người. Mấy anh em sẽ ở cái láng này cũng như là đi săn tìm thủy quái trên con sông gần gần đây thôi, không đi quá xa. Thường thì mấy năm trước thì mấy anh em sẽ đi từ láng này ngược lên, đi 10 ngày lên trên đó để mà săn ở trên thượng nguồn. Nhưng mà đợt này thì đi gần đây thôi mọi người. Ôi, còn đây là những cái láng dưới sông, mùa này đẹp quá. Mọi người thấy bắp người ta vừa mới thu hoạch xong không? Mùa này là do không có nắng mấy mọi người, nên khi thu hoạch bắp xong á, người ta mang vào người ta treo ở phía trong chòi như vậy này. Nhìn đẹp kìa không? Cái này là treo dày để cho nó khô mọi người. Đây, bắp không là bắp luôn. Nhìn đẹp cực kỳ luôn. Phía chòi bên đây cũng vậy. Wow, chòi bên đây là nghẹt bắp luôn nè mọi người. Cái cách này là phơi bắp là phơi qua tấm bạc á, nắng cái nhiệt độ phía trong đây nè. Nếu mà có nắng thì tự khô, còn nếu mà mưa thì người ta cũng không cần phải không cần phải lấy bắp ra lấy bắp vô mọi người. Phơi này để làm giống này, với lại khô thì người ta sẽ chở lên phía trên trên bảng. Tại vì ở dưới láng này mà đường lên trên bảng thì đường dốc rất là xa, bắp tươi nó nặng người ta không chở được. Nhưng mà nhìn về đẹp thật. Bây giờ đi xuống dưới láng anh Huân nha. Nước sông mùa này thì to lắm mọi người. Mọi người thấy này, cách đây mùa ông 2-3 tháng trước lúc mà Sang đứng ngay chỗ này này, thì nước sông nó có màu xanh và nó cạn tích phía dưới. Nhưng mà hôm nay thì nước đã dâng lên tận tích trên chòi anh Huân rồi, và nước chuyển sang hết màu đục. Lúc này thì cá lăng, cá này cái kia nó bắt đầu đi ăn. Nên hy vọng là đợt này mấy anh em Sang đi sẽ tìm được một con cá to nha mọi người. Còn đây là cái láng của anh Huân này. Đợt này thì mấy anh em có tính hết rồi, là sẽ ở lại cái láng này, không đi quá xa đâu. Chủ yếu là đi săn cá lăng gần gần đây thôi. Tại vì mùa nước lũ này thì con cá nó đi tùm lum hết kìa. Quan trọng là mấy anh em có may mắn để bắt được nó hay không. Ê, cái láng này vẫn còn ở được. Mới xuống tới chòi mọi người thì trời đổ mưa luôn nè. Mùa này ở trong rừng thì mưa liên miên à. Nhưng mà mưa nhiều như thế này thì cơ hội mình kiếm được một con cá lăng nó sẽ cao hơn nha. Đợt này đi thì mấy anh em Sang có lẽ là sẽ ở trong cái chòi này thôi nha mọi người. Cái láng này thì mấy anh em Sang cũng ở đây nhiều lần rồi. Nhưng mà đợt này thì nếu mà đi săn cá lăng thường thì mấy anh em Sang sẽ đi xuống hoặc là đi lên, không phải là ở ngay cái bến chỗ này. Tại vì bến này cũng có nhiều người đi lại nên cá nó cũng không nhiều. Nhưng mà mấy anh em Sang chưa kịp làm láng xa, với lại là đợt này đi mấy anh em dạng như muốn là thử nghiệm xem là cá nó về hay chưa. Nếu mà cá về nhiều thì mới đi xa, còn cá chưa về thì mình sẽ cắm ở đây thử trước. Còn để bắt được cá thì chủ yếu là mấy anh em Sang sẽ đi giăng câu nha. Ở đây thì anh Nghĩa đang làm mấy cái lưỡi câu cắm. Ở đây thì gồm có dây nhỏ to này, ở đây là dây cước, cái này dây nhỏ dây chịu lực mọi người. Dây này gọi là dây nhỏ siêu bền, cái dạng này rất là chắc luôn. Còn đây là cái hộp lưỡi để mà cắm câu cá lăng đỏ này mọi người. Lưỡi là loại lưỡi này nha, lưỡi số 5, nó to khoảng cái này nè. Cái loại này nè con 4-5 kg á, sẽ không kéo nổi cái không nổi cái lưỡi này đâu. Tóm sẽ tóm dây đôi giống như anh Nghĩa nè đó, hai cái cọng dây dây này vào trong một lưỡi câu, mình tóm một khúc này thôi. Xong tiếp theo mình sẽ cột tiếp cái dây vàng này lên phía trên, rồi cột cái đuôi dây vàng này vào phía trong cái cây tre hoặc cái nhánh cây gì đó giữa sông á. Này thì mấy anh em Sang sẽ làm khoảng 50 lưỡi nha mọi người.
trời bắt đầu đổ mưa lớn. Khi nãy ở kia thì còn nắng, giờ lại mưa. Thế là đợt mùa ông thì mấy anh em sang để xuồng tận tiếp dưới kia, nhưng mà mùa này thì nước dâng lên cao quá, xuồng nó cũng phải kéo lên trên đây mọi người. Mà anh Huân bảo là buổi tối, buổi chiều á, nước còn dâng lên thêm 1 mét nữa. Khoảng 4 giờ chiều là đập thủy điện nó xả tiếp. Còn chạy được không? Cái xuồng này từ mùa Bắc Ông tới giờ thì mấy anh em sang cũng ít đi. Giờ đi giăng câu thì có lẽ là giăng cặp cái bờ kia dài xuống dưới kia mọi người. Chủ yếu là mấy anh em sang giăng gần đây nha. Mưa nhiều như vậy đi xa cũng khó đi. Nước đục thật là đục. Nước đục này thì cá chạch, cá lăng nó đi ăn nhiều lắm mọi người. Giờ thì đợi anh Nghĩa tóm câu xong thì mấy anh em sang sẽ khởi hành đi giăng câu nha. Giăng câu từ giờ tới chiều, xong chiều quay về chòi này. Rồi sáng hôm sau thì mấy anh em sang sẽ đi thăm. Thăm 2 ngày nha. Cái chòi này cũng cũ quá rồi. Cái bạc phía trên nó cũng bị dột nước mưa. Phía trước đây thì có mấy bùn chuối này. Lay quay nãy giờ hơn 2 tiếng đồng hồ mọi người. Cuối cùng thì mấy anh em sang cũng vừa mới làm xong ở đây 40 cái lưỡi câu đơn nha. Cái này thì mấy anh em sang là 40 cái thôi. Định là 50 cái nhưng mà không có đủ lưỡi nên là mình làm 40 nha. 40 dây như thế này. Mỗi sợi dây thì dài khoảng 5 mét nha mọi người. Còn phía bên đây thì anh Nghĩa đang làm mồi để chuẩn bị đi cắm câu. Mồi ngày hôm nay sẽ sử dụng cái mồi ốc bu vàng nha. Đáng ra thì mấy anh em sang câu sẽ câu bằng cái mồi con cá sống. Nhưng mà đợt này nước lũ nó về rồi nên cái việc bắt mấy con cá bóng đá này kia rất là khó luôn. Gần như là không bắt được mọi người. Nên mấy anh em thử nghiệm là cái mồi ốc bu vàng này xem nó có hiệu quả hay không nha. Giờ thì anh Nghĩa sẽ đập cái vỏ nó ra. Lấy cái đầu ốc như thế này nè. Đó. Lấy cái đầu ốc như vậy nè. Xong rồi mình móc vào trong lưỡi câu. Ở đây thì đập 40 cái. Ủa cái đầu của nó bự ghê ha. Đây, đập 40 cái đầu như vậy là đủ câu luôn. Cái mồi này, ốc bu vàng thì nó dai nè mọi người. Đỡ mất mồi với lại nó tanh á. Hy vọng là cá lăng nó thích ăn. Mấy anh em sang dạng này hôm nay đi thiện nguyện thôi. Rồi trong kia thì anh Huân cột đá nha. Nước bây giờ thì đang dâng cao hơn một chút rồi. Hồi nãy thì đi ra được cái kia nhưng mà bây giờ nước trên kia là tới lưng quần rồi mọi người. Mấy anh em sang cũng đã chuẩn bị lưỡi câu, mồi với đá xong rồi nha mọi người. Giờ thì mình sẽ lên thuyền. Anh Huân sẽ chạy sườn xuống cái thác dưới kia, mình sẽ câu gần đây thôi. Không có đi quá xa đâu nha mọi người. Đợt này thì mấy anh em đi thuyền nghiệm mà nên không đi xa. Nếu mà đợt này có thì đợt sau sẽ làm một chuyến đi dài. Nước càng ngày càng đục. Nước đục này là do ở trên thượng nguồn mưa lớn đó mọi người. Xong rồi những con suối nó đẩy đất ra, nó làm cho nước sông nó đục. Ngập luôn cả cái gốc cây kia chỗ này nè. Có máy chèo chưa? Đủ đâu chưa? Mồi chưa? Mồi đây, mồi bu vàng đây. Mọi người xem nước nó chảy nè, cuồn cuồn luôn mà. Nhìn nước đã ha. Bây giờ thì ba anh em sang sẽ chạy thuyền xuống cái đoạn thác dưới kia. Mình sẽ câu ở đó nha mọi người. Còn câu dài cặp theo bờ sông lên tới cái đoạn thác dưới kia. Nay thì còn 40 lưỡi thôi. Mọi người thấy nước nó chảy nè. Hết luôn mà.
mọi người xem nó xoáy này. Ôi nó ngọt lên ghê thiệt. Cá gì? Đây 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 được không? Hả? Ờ chạy quá. Ô nó xoáy rồi. Đây đây một con nó xoáy nè mọi người. Mọi người thấy là mùa này đi sông suối nó nguy hiểm không? Sợ nhất là những cái nước xoáy á. Thuyền mình mà yếu á, vào nước xoáy là nước xoáy cái thuyền mình hoài luôn. Rồi giờ cọc câu đây đây. Coi được ha. Chào. Nãy giờ thì mấy anh em sang á chạy xuồng cũng đã đến điểm câu nha mọi người. Ở đây thì có một con thác này. Đấy được một lưới đấy. Nhưng mà mùa này nước nó to quá nên thác nó cũng tràn qua hết đá mọi người. Mọi người thấy nước cuồn cuộn lên đó. Để em cầm nha. Mọi người cầm sợi dây cho câu luôn. Rồi rồi em giữ xuồng cho anh cột đi. Bây giờ thì xe sẽ giữ xuồng nha mọi người. Còn anh Nghĩa với anh Huân sẽ cột nha. Anh Nghĩa cột phía trên đó một cái, còn Huân cột dưới đây một cái. Anh Huân thì đang chuẩn bị cột một cái lưỡi câu đơn ngay chỗ này mọi người. Mọi người thấy nước nó chảy không? Mùa nắng á, thì cái chỗ này sẽ không chảy nước nha. Nhưng mà mùa mưa á, nó tràn qua chỗ này luôn, cỏ rạp xuống hết luôn mà. Mọi người nhìn nước vậy thôi chứ nó cuồn cuộn đó mọi người. Đây là con thác mà mấy anh em sang hay kéo qua cái đoạn thác này nè. Nhưng mà bây giờ nước ngập tràn qua hết luôn. Đục ngầu. Cái sậy này nó ấy không ta? Nếu mà dính cá em sợ nó đứt luôn á. Đây là cái mồi ốc bưu vàng nha mọi người. Cái lưỡi cũng to. Tại vì cái mùa này á là thường sẽ có cá to đi ăn á, nên mấy anh em sang phải câu lưỡi to. Nếu mà dính còn 5-6 kg á. Đây. 5-6 kg thì sẽ không đứt nha. Còn dính lưỡi nhỏ mà dính cá to nó ăn á, sậy là tiếc lắm. Phải cột thêm cục đá nữa cho chắc ăn nha. Cục đá này là giúp cho cái mồi để chìm xuống. Câu cá lăng thì mình sẽ câu chìm nha. Còn câu những cái con giống như là cá ngựa hoặc là con cá chèn, con cá leo á, thì mình câu cái mồi sống nổi trong mặt nước. Còn mấy anh em sang chủ yếu là đi câu cá lăng. Lăng đá với lăng đỏ mình phải câu chìm. Rồi anh Huân dục. Đó, dục ra chỗ nước chảy mọi người. Rồi hy vọng mai dính cá nha. Một cần đầu tiên. Hai cá. Đẹp. Cái này đẹp quá ha. Ở kia được nữa kìa anh không? Trong được thì sâu. Ở kia được mấy giây luôn kìa. Cái chỗ này là hồng thác cho mọi người. Mọi người thấy nước nó bằng vậy thôi nha. Nhưng mà nó dợn từ phía dưới lên á. Đây mọi người thấy không? Nó đang dợn nước lên. Cái nước này á, khi mà mình bơi á, sẽ rất là nguy hiểm nha. Tại vì nó sẽ hút mình xuống á mọi người. Nên mùa này bơi không được đâu. Có cái gì? Nước nó quặn dữ ha. Có khóa xăng đấy. Đúng rồi Huân. Huân không có xăng à? Chào mấy đứa. Chào anh Nghĩa. Trôi nhanh quá. Huân không có xăng gì. Rồi. Nó làm mình giật mình đó. Cái máy anh Huân giật không nổ. Mà xuồng nó cứ trôi. Làm ai cũng sợ. Chết rồi mà cái đuôi nó có chạm nước đâu. Có tí này giống như đồ chơi. Wow, chỗ này hôm qua mưa. Nước chắc to lắm. Mọi người thấy cái cỏ kia nó rạp xuống hết luôn không? Nổi không? Không, đây tối sợ nó chảy quá. Được không ta? Cho nổi không? Cho ta đi á. Cho ta đi là nó chụp. Mấy cái bụi sậy nó rung rung nhìn hay à. Đây. Mọi người thấy mấy cái gai sậy nó tự rung không? Do nước đẩy nó quá mọi người. Chèo nóng à?
Cột đi, cột đi. Chỗ đó chạy quá ha, cho lui lại một chút. Chỗ kia em nè. Lui lại một chút đi. Trời đẹp quá. Mọi người thấy cái điểm câu của mấy anh em sang không? Cái chỗ này là chỗ nước quẩn, nước êm nha. Còn bên kia là nước chảy. Mình cứ cột dây vào những cái chỗ nước êm, sau mình quăng ra chỗ nước chảy nha. Chứ không thể nào cột dây bên nước chảy được. Tại vì khi nước chảy là nó sẽ kéo theo rác trôi xuống mọi người. Và đứt hết dây rồi. Đây là rưỡi thứ 7, thứ 8 nha. Ở đây thì anh Huân vừa mới làm xong một cái dàn dây xong nó tụt lên đó. Đó, quăng về cái chỗ nước chảy mọi người. Nước chỗ này sâu lắm mọi người, thấy con dây nó chìm xuống. Cái máy chèo đậy đó xong. Chèo. Chèo, chèo cho nó xong. Đâu nữa, ở bên kia. Bên kia chứ, cái đầu tháo nó đâu rồi. Chạy quá, đầu thoát chạy quá. Chạy lắm á. Chạy nó được dây mà. Chạy quá. Ủa. Ủa sao nó không trôi? Đây đây không? Qua được. Đây đây. Chỗ này mấy anh em sang câu 2 dây nha. Giờ thì mình sẽ di chuyển qua bên cái bụi lùm bên kia. Mình sẽ câu bên kia tiếp cho mọi người. Cái chỗ này là 8 giây nha. À, chạy dọc sông thì không sao, nhưng mà chạy cắt ngang sông á mọi người. Như vậy nè. Thì nước nó đẩy đi rất nhanh nè. Đây mọi người thấy nước nó đẩy không? Nhìn nước nó bằng vậy thôi chứ nó chạy ghê lắm. Ôi. Đấy. Kìa, chỗ kia. Cái máy giống kiểu đồ chơi. Chỗ này đẹp thiệt. Mọi người xem này, ở đây có một cái lùm cây. Hai bên đó là hai cái đường nước chảy nha. Giờ thì mấy anh em sẽ định là câu cá ngay cái chỗ lùm cây chỗ này. Nước nó ngập lên tới lùm cây luôn mà. Rồi, để nó nắm. Từ nha. Cho nó xuôi xuống đây, cho nó xuôi xuống đây. Rồi. Ê, buông luôn hả? Nổ máy đâu? Đâu máy đâu. Chịu đâu, chịu vô. Rồi chờ vào bờ đi. Trời bắt đầu đổ mưa rồi nha mọi người. Mưa lâm râm. Nhưng mà mùa này là mùa mưa á. Chỉ cần mưa lâm râm thôi là nước sông nó sẽ đục hơn nhiều luôn á. Do là suối nó sẽ đổ những cái phần đất mà bị sạt lở ra ngoài. Nên trời càng mưa thì hy vọng dính cá càng cao. Ở đây thêm hai lưỡi nữa. À, xe lạnh quá mặc áo mưa vô mọi người. Nãy thì mấy anh em sang cũng vừa mới thả xong hết được 20 mấy lưỡi câu nha mọi người. Nay thì mình tóm tới 40 lưỡi.
Nhưng mà mấy anh em Sang chỉ thả được hai mấy lưỡi cho thôi. Tại vì khi nãy đập mồi không có đủ. Nên còn cái số còn lại thì ngày mai mình thả tiếp nha. Giờ thì quay về chòi. Mình nấu cơm, nấu nước, chuẩn bị ăn cơm chiều. Tại vì bây giờ trời cũng là chiều mọi người. Khi nãy đi thì nước nó không tới đây đâu. Nhưng mà bây giờ nước dâng tới đó rồi kìa. Nước càng ngày càng lên. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ về chòi nấu nướng đồ ăn ha. Ngày mai thì mình sẽ đi thăm câu. Hy vọng là ngày mai sẽ dính cá nha mọi người. Ngày hôm nay xuống dưới sông thì là bữa đầu tiên. Nên mấy anh em Sang có mang thêm một ít thịt mọi người. Thịt này là thịt trâu nha. Đây là một cái tảng thịt trâu này. Một cục bắp trâu nha mọi người. Giờ thì anh Huân sẽ xắt cái cục bắp trâu này ra thành từng miếng. Một phần thì mấy anh em Sang sẽ xào, còn một ít sẽ nướng cho ngày mai. Còn cá thì ngày mai mới có nha. Ngày mai mấy anh em Sang đi thăm câu, hy vọng là dính cá. Chứ giờ thì cũng không còn gì để ăn nếu mà không đem đồ ăn theo. Bây giờ thì anh Huân sẽ chia đôi cái tảng thịt trâu này ra nha mọi người. Một nửa thì mấy anh em sẽ ăn chiều nay, còn một nửa sẽ nướng để dành ngày mai. Tại vì cục này nó to mà. Đây là cục thịt trâu này. Thịt trâu thì nó có cái màu đỏ thẫm nha, nó không như thịt bò. Thịt bò thì nó có màu đỏ tươi. Nhưng mà thịt trâu thì sẽ ăn ngon hơn thịt bò nha mọi người. Nó một cái vị đặc trưng riêng. Thịt trâu thì nó hơi dai nên nếu mình muốn nấu mà muốn nấu cho ngon á thì mình xắt dọc theo sớ như thế này, mọi người thấy sớ vân thịt phải không? Xong rồi mình sẽ xắt ngang thì mình nấu mình xào sẽ ngon. Xắt năm hơi như này. Cái này mình xắt ra đi xào nha mọi người. Còn cái miếng này nè, đang xắt mỏng ra đi nướng. Nãy giờ thì mấy anh em Sang vừa mới ăn cơm xong mọi người. Mắt lên đây với cái võng. Anh Huân thì ngủ giống này, Sang ngủ giống này, còn anh Nghĩa Dũng bên kia. Bây giờ thì có lẽ là mấy anh em Sang sẽ lên võng ngủ một giấc ha. Sáng ngày mai mình sẽ dậy sớm và đi thăm câu nha. Huân ra coi lại cái thuyền. Ngày mai mình sẽ đi thăm câu. Nếu dính cá thì mấy anh em sẽ gỡ. Xong rồi chiều mình sẽ tiếp tục đi móc mồi và cột thêm những cái lưỡi câu mới. Rồi sáng ngày hôm sau mình sẽ thăm tiếp nha mọi người. Thường thì đi xuống sông giăng câu thì mấy anh em Sang sẽ đi câu 2 đêm. Tại vì đêm đầu tiên cá rất ít khi ăn. Đêm thứ hai thì cá nó quen mồi thì nó mới dễ ăn hơn. Nên mình phải ngủ lại 2 đêm thì mới hy vọng là kiếm được cá nha. Còn ngày đầu tiên thì hên xui lắm. Có bữa có bữa không. Anh Nghĩa thì lên chòi phía trên kia rồi. Còn mấy cháu bắp. Thôi giờ thì Sang sẽ vào nằm ngủ một giấc nha. Trời bây giờ cũng đã sáng rồi nha mọi người. Sáng hôm nay thì mấy anh em Sang dậy sớm nấu nướng đồ ăn. Ăn sáng xong thì bây giờ lên xuồng nha. Mình sẽ đi thăm mấy cái lưỡi câu mà ngày hôm qua mấy anh em sẽ giăng á. Ngày hôm qua thì Sang bên Huân á giăng được 20 mấy lưỡi mọi người. Sáng hôm nay mình sẽ thăm. Với lại kế hoạch ngày hôm nay thì mấy anh em Sang sẽ thả thêm 10 mấy lưỡi câu nữa. Với lại một vài cây câu nhỏ nhỏ nha. Để ngày mai mình thăm cho nó nhiều.
Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ đi thăm câu cho mọi người. Mình sẽ thăm câu dài từ trên đây xuống dưới kia nha. Hôm qua thì thả được 2 mấy lưỡi, không biết là kết quả sáng hôm nay như thế nào. Hôm qua chỗ này là mấy anh em Sang thả 3 lưỡi này. Nước sáng hôm nay còn vẫn còn đục. Nhìn em quá, không thấy gì hết, đang lưỡi. Ai xem lưỡi này nha. Còn mồi luôn. Cắt đi. Ôi rác. Nhiều rác lắm. Mấy anh em Sang á, thăm hơn 10 mấy lưỡi rồi mà chưa dính con cá nào hết cả. Nên mấy anh em quyết định là đổi mồi nha. Ở đây thì và trong kia á, thì nãy mấy anh thăm cái đú dính được mấy con cá linh nhỏ nhỏ đây nè. Cá này là cá linh nha mọi người. Đây. Giờ sẽ đổi qua một cái sống nha. Cái ốc có lẽ là nó không hiệu quả lắm mọi người. Cá nó ăn quen rồi cái sông này. Tại vì trên sông này nó không có ốc. Giờ mình đổi qua một cá linh. Thường thì mấy anh em Sang giăng câu á thì sẽ giăng mồi con cá bóng đá hoặc là con cá lóc đồi. Chứ chưa ít cũng ít khi giăng một cái linh lắm. Ngày hôm nay thử nha, thử vận may thôi. Rác. Chỗ này không có chỗ nào mà không có rác thì mấy anh em sẽ để lại cho mọi người. Còn cái chỗ nào mà dính rác nhiều quá thì mình sẽ tháo dây đi luôn. Ôi, chảy lắm Nghĩa ơi. Ô, chảy bình thường. Nó uống quá à. Này thì mình sẽ đổi mồi cá linh nha mọi người. Mấy anh em sẽ cũng ít khi câu cá linh lắm. Tại vì cá linh này sống không dai như là con cá lóc. Kìa. Cái lưỡi đó chắc rác nhiều lắm. Rác không? Không rác. Ui, con cái linh đẹp quá. Nhưng mà cái dòng này cái linh này á thì cá nó rất thích ăn, nhưng mà cái dòng này nó sống không dai mọi người. Đây cái này, để mắt mồi. Đưa được cái ấy. Kìa con cái này. Ồ còn con nữa. Tay hết mồi rồi mọi người. Hết mồi ta. Giờ này tính ra cá cũng có ăn ha. Chết rồi. Không ngáp à. Ngáp không? Lưỡi phía trên kia nha mọi người. Thành quả thì không dính được con cá gì hết cả. Giờ thì ở phía dưới hồng thác đây nè. Ngày hôm qua mấy anh em có găng 10 lưỡi. Giờ mình sẽ hy vọng ở 10 lưỡi hồng thác này nha. Tại vì cá mùa này thường nó sẽ tập trung về những cái chỗ nước chảy xiết á. Nước hôm nay thấp hơn hôm qua mọi người. Ở đây thì mấy anh em Sang giăng 2 lưỡi này. Nước chảy lắm. Ok. Dậy lại. Nước chỗ này thì chảy xiết lắm nha. Mọi người thấy này. Cá hả? Ôi, lăng bằng. Từ. Không kịp quay luôn. Cờ cầu ở đây dính một con lăng bằng mọi người. Sao kìa nghe? Đạp cái này sao kìa? Sao nó quấn luôn cá đuôi ta? Đạp dưới vào giữa cá đó. Nó ấy. Anh nghĩ rồi. Ô cái con la vàng này dính hay lắm mọi người. Đây này. Hay là nó bơi ngang dính đuôi ta?
đây là Nghĩa gọi. À, dính lưỡi câu vô miệng mà. Đây là lưỡi câu nè mọi người. Mà cái đuôi nó cũng bị quấn luôn nha. Đây đây em dính nha. Đây em dính nha. Đây được một con cá đầu tiên rồi mọi người. Con lăng vàng này á thì mọi người xem này. Đẹp ghê không? Con này chắc phải trên trên ký quá. Gỡ gỡ. Vậy là có thành quả đầu tiên rồi đó, ngay họng thác thôi. Lưỡi đầu tiên đã dính một con này. Em thấy nó nghịch luôn á. Mùi dày. Lăng vàng mùa này bự ghê ha. Mùa nước lũ á thì những con lăng vàng nó đi ăn nhiều mọi người. Nó rất là to luôn nha. Được. Ê à. Sáng sáng lại đi. Đó, đây là cho em mượn á. Đây là con cá đầu tiên của mấy anh em sang giăng câu được nha mọi người. Con này là lăng vàng nha, mọi người xem này. Đuôi này. Kỳ vây này. Ngành của nó này. Con này thì theo như Sang đoán á là nó sẽ trên trên 1 ký nha mọi người. Tại vì nó to mà nó to hơn cổ chân của Sang á, cầm rất là nặng tay luôn. Đẹp thiệt. Con cá để ăn chưa? Con cá để ăn chưa rồi. Đây này. Lát chị chụp tấm hình. Quá đẹp thiệt. Một con đầu tiên. Coi trên kia. Mông cá mồi to. Sao? Cá mồi to quá. Được rồi. Đấy. Rồi, hai lưỡi đầu tiên. Giờ xuống dưới kia còn 8 lưỡi nữa nha. Bây giờ thì mấy anh em sẽ xuống đây để thăm tiếp mấy lưỡi dưới đây nha. Lưỡi con sâu quá. Mọi người xem con lăng vàng này nè. Đó thật là đá luôn. Thăm anh không? Chỗ này 2 giây đúng không? Nước rút đi nhiều rồi ha. Ngày hôm qua mấy anh em sang giăng câu chỗ này là nước nó cao lắm mọi người. Hôm nay là rút đi nhiều rồi. Vậy là từ sáng tới giờ Sang với mấy anh á cũng thăm hết 20 mấy lưỡi câu ngày hôm qua mình thả này, cũng như là cột thêm 10 mấy lưỡi để ngày mai mình thăm ha, móc bồi lại mấy cái lưỡi cũ nữa. Thành quả ngày hôm nay á thì dính được một con cá lăng. Con cá lăng vàng chắc khoảng hơn 1 ký mọi người. Con này thì một xíu nữa mấy anh em sẽ mang về để mà nấu một cái nồi canh chua để ăn buổi trưa ha. Xịn thì ghé ở đây có một cái hoa chuối rừng này. Giờ thì anh Huân sẽ lấy cái hoa chuối rừng này thì hả? Trúng hả? Giờ thì anh Huân sẽ lấy cái hoa chuối rừng này về nấu với cá lăng. Ôi trúng ngay em luôn rồi. Còn cái hoa chuối rừng này. Còn Sang thì lấy cái phần lấy cam ra. Giờ thì sẽ cho cái phần lấy cam này bay lên dọc đường anh Huân chạy về để quay cái cảnh nước sông cho mọi người xem nha. Nước sông bây giờ nó to lắm. Mọi người nhớ cái chòi này không? Đợt trước Sang quay một cái video câu cá ở đây này. Sang ngủ của mình ở đây. Giờ thì nước ngập lên tới chòi luôn mà. Ngập cao hơn 1 mét mấy nha. Đây, giờ thì Sang sẽ điều khiển để bay cái phần lấy cam lên nha mọi người. Rồi, chuẩn bị đi thôi. Thank you.
nãy giờ thì Sang với mấy anh á, mấy anh chạy xuồng, còn Sang bay flycam. Nhưng mà tay nghề bay flycam của Sang á sẽ không để ý. Thì không may là cho mọi người xem đây. Cái flycam của Sang nó mắc trên cây luôn. Đây. Giờ là nó đang nằm ở trên ngọn cây, mọi người thấy màu xanh xanh không? Đây là cái lá cây này. Giờ thì mấy anh em Sang phải đi tìm cái flycam này qua cái định vị của nó nè. Anh Hương ơi. Có định vị, có định vị. Tìm đất, tìm đất. Sao vậy? Đây. À, cái này nó có định vị mọi người. À, cái mũi tên á là cái flycam, còn cái chấm xanh á là chỗ Sang với anh Huân nha. Ở bên anh Huân ơi. Gần lắm, gần lắm. Anh Huân ơi. Đây nè, đây nè. Nó có cái định vị. Nó sợ, em sợ nó nằm trên cây cao. Tên thôi. À, ai có giao phát cái đường. À mọi người thấy không? Đi rừng mà bay flycam á, sơ sẩy một chút là nó rớt ngay à. Bên cây. Thế là cái này có cái định vị, nó không như mấy cái kia. Mấy cái kia thì nó không có cái định vị á mọi người. Đây nè anh Huân, đây nè. Nó có định vị, nó chỉ đây nè. Hai anh em đi nãy giờ mọi người, thì cái chấm xanh nó cũng gần tới nhau rồi. Là cái đồ điều khiển này với cái là vai cam á, nó cũng gần nhau mọi người. Nhưng mà có cái là cái này nó nằm trên ngọn cây này. Mấy cây nào luôn. Đây. Hai cái chấm nó chạm nhau mọi người. Giờ phải ngó xem cái đèn nó chớp ở đâu. Chưa tới anh Hùng ơi. Một xíu nữa, xíu nữa. Đây là nó hiện ra một cái màu đỏ khác nữa mọi người. Chút xíu nữa thôi. Cây kia, cây kia. Đi anh đi lên. Vài ba mét nè. Đúng rồi, đúng, đúng thẳng đường hướng đó. Rồi. Là cây bự này rồi. Bó tay luôn á. Nằm trên tán cái bự rồi. Ơ ừ. Đây nè. Ngay đây luôn nè. Đây nè, chấm xanh với chấm đỏ chạm nhau nè. Dạ, nằm trên đầu Sang mọi người. Mà cây cao lắm. Chắc không lấy được. À, Sang vừa mới mở được cái chế độ mà cái flycam nó kêu bíp 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 mọi người. Mọi người nghe phía trên đó không? Đây, trên ngọn cây đó. Pin của nó bây giờ là còn 60. Không biết là có lấy được hay không đó mọi người. Tại vì cây này nó cao với lại gai. Mấy anh em sẽ không mang cái đồ gì để theo, để leo cây. Hoặc là thứ hai là ngày mai và ngày mốt xuống đây lấy thì mưa nó cũng hư rồi, cũng không cần phải lấy nữa. Rồi, xui thật. Giờ thử xem là nó cao hay không, lấy cây thọc xuống thử. Cái to luôn hả anh Huân? Mọi người nghe tiếng bíp 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 trên cây không? Cái to rồi hả? Cái gai hả? À, tiếng kêu của cái flycam này mọi người. Thì nó trên ngọn cây. À. Giờ anh Huân leo thử cái cây nhỏ này xem là nó ở vị trí nào nha. Gai lắm. Chỉ cần một phút sơ sẩy với Sang thôi mà mấy anh em phải vất vả nha mọi người. Còn may là cái cây này nó, cái flycam nó vướng lại ngọn cây nha. Còn nó không vướng lại, nó rớt thẳng xuống thì chắc là flycam tan nát.
Tại vì độ cao hồi nãy sân bay á, là nó nằm 30 mấy mét nha mọi người. Cái lý do tại sao mà nó rớt á, là do Sang cứ nhìn vào trong cái màn hình đấy, Sang không để ý sân bay ngang, chứ không phải là bay thẳng. Bay thẳng thì mình né được, con này là bay ngang á, nó vướng cái cây mình không biết được luôn mọi người. Nghe tiếng to không anh Huân? À, khi nãy mấy anh em sẽ tưởng cây nhỏ, mọi người, anh Huân leo lên cây nhỏ để kiểm tra xem á, thì nó nằm ở bên cây to đây nè, nằm tít tít phía trên ngọn luôn nha. Nghe tiếng của nó kêu bíp 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 trên đó đấy. Giờ không có cách lấy nha, tại vì mấy anh em sang đợt này là đi đi bắt cá nên không có mang theo cái dụng cụ nào để leo cây hết cả. Còn cây to như thế này thì không leo được mọi người, tại vì mùa này là mùa mưa nên thôi cứ để đây đi. À, coi như là ngày mai đi thăm câu mấy anh em sang quay trở lại đây xem là nếu mà có mưa nó có rớt xuống hay không. Nếu rớt xuống thì mấy anh em lấy nha. Giờ thì nó còn 49% pin đây nè. Đấy, nó nằm trên ngọn cây nha. Giờ có lắc nó còn không xuống mọi người. Nó bị kẹt một cánh. Anh Huân nói là từ kia nhìn lên thấy là nó kẹt một cánh. Nó cứ kêu phía trên đó thôi. Không biết là mọi người nghe không. Cao lắm hơn luôn. Ờ, nằm cái ngọn cao nhất luôn. Kệ đi. Mưa rất. Mai vô lụm cái ấy gì coi sửa được sửa. À, còn đây là những cái thước phim mà khi nãy Sang vừa mới quay được mà. Giờ sẽ tải nó về nha. Tại vì cái flycam phía trên vẫn còn hoạt động á, nên mình được phép tải về. Chứ một hồi nó hết pin á là nó sẽ không cho mình tải về đó. Tải về làm kỷ niệm nha. Rồi, giờ xuống xuồng quay về trời thôi. Cây trái cám quá trời luôn anh Huân. Cây trái cám nè. Cái nào nó sôi đúng không ta? Ra đi. Thôi bây giờ quay về trò nha mọi người. Khi sáng sang với mọi người cùng với mấy anh mình đi thăm câu á, là buổi sáng sớm và quay về tới trời á, bây giờ đã là 5:30-6 giờ tối rồi nha. Do mấy anh em sang thăm câu xong á thì móc thêm một vài lưỡi câu và đi kiếm cái flycam nữa mọi người, nên nó mất thời gian á. Về tới trời thì anh Huân đang cho mấy con cá vào trong cái túi lưới. Cái thành quả ngày hôm nay mình đi thăm câu á là được ở kia con cá lăng vàng với lại một ít con cá linh với lại cá lồng trong sông á, và mấy anh thăm cái đú được đó mọi người. Đây là con cá lăng vàng mà ngày hôm nay dính câu này. Cái con này cũng to đó, mọi người xem cái dép của Sang nha. Sang đo gan này, 1 gan, 2 gan, 2.5 gan nha mọi người. Con này dài gần nửa mét, quá dài luôn à. Ký không anh Huân? Chắc ký hả? To nặng mọi người, cái bụng nó to này. Cái lăng sông thì nó dài lắm nha, mùa này mùa nước lũ nó phải vượt thác vượt đồ này kia. Giờ thì con cá lăng này anh Huân định là sẽ mở
mần đó nấu với cái hoa chuối. Còn ở đây là mấy con cá lồng tông này. Cá lồng tông sông với lại con cá linh. Cá này thì sẽ làm một cái kẹp gấp mình nướng luôn rồi. Con này ăn rất là ngon. Mồi tội lại hơi xương một chút. Còn trong túi lưới thì ở đây còn một ít cá đó mọi người. Cá này là cá linh. Khi nãy thì mấy anh đi thăm cái đú á. Sang thì còn không quay. Được con cá linh. Quá trời cá linh luôn. Cá linh với lại con cá ngựa mọi người. Nhỏ nhỏ. Cùng được 2-3 ký cá. Cá lăng á thì khó kiếm nhưng mà cá có vảy thì dễ kiếm. Để cho thở. Nay thì được con cá lăng nè, nhưng mà mấy anh em sang mừng luôn. Ăn cho thật ngon đi xả xua nha mọi người. Ngày mai đi kiếm lại phần lại cam không biết là có thấy không. Lăng vàng nó còn bự nữa không anh? Còn to nữa ha. Mà hình như là con to là gọi là lăng nha đúng không ta? Ở cho em con nhỏ nhỏ người ta gọi lăng vàng mọi người. Đúng, mấy con nhỏ nhỏ, cá bò, người ta gọi là cá bò lăng vàng. Còn to người ta gọi là lăng nha. Con này to thật. Đây là cái phần thịt cá lăng mà anh Huân vừa mới cắt khúc ra mọi người. Nhìn đẹp không? Có vân ha. Cái loại cá lăng này thì nó không giống như cá trê nha. Nó không có nhiều nhớt đâu. Nó không bị tanh đó. Cái này có đủ gia vị làm gỏi ăn rất là ngon. Ngày mai nếu mà mấy anh em sang có kiếm được con lăng đỏ to to thì sẽ làm món gỏi cá ăn thử. Một con bằng ra luôn cả nồi nữa. Con cá lăng thì mần nhanh lắm nha mọi người. Anh Huân mần xíu thì cũng đã xong rồi. Giờ thì sẽ mang lên chòi. Cá lồng tông kẹp lên miếng. Hôm nay dưới láng rất là yên bình luôn mọi người. Có ba anh em sang thôi. Giờ là xung quanh đây chỉ nghe được tiếng con chim nó với con ếch con nhái nó kêu. Trời thì đang sương mù rớt xuống mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai rồi nha. Đi lên phía trên láng này. Mấy cái bắp mà hổm rày người ta phơi ở đây mọi người thì nó cũng khô khô rồi. Sau 2 ngày nó cũng muốn khô khô rồi. Nhìn đẹp không? Ui, ui con chim cú mèo nó đậu ngay đây mọi người. Ô, chim cú mèo kêu con đậu trên cái võng. Đây đây. Tôi bắt nó thử nha. Mọi người thấy không? Đây đây đây. Nó đậu trong nhà luôn mọi người. Ôi, mấy cái bắp khô này nhìn đẹp lắm. Cái mùi bắp rất là thơm luôn nha. Giờ sang quay xuống chòi. Xong mọi người, anh Huân kẹp vô cái kẹp tre này. Nướng thì cũng sắp chín rồi nha. Bên đây là cơm. Còn nồi bên đây là nồi canh hồi sáng mình nấu ăn chưa hết mọi người. Cá nấu mẻ ăn chưa hết, để lại hâm lại. Còn trên đây là con cá lăng mà khi nãy anh Huân mần mọi người. Một cái hoa chuối rừng này. Con cá lăng vàng. Rồi thì mình sẽ nấu me nha. Nấu canh chua vào rừng, nấu canh chua ăn cho nó dễ mọi người. Cá trong rừng thì mấy anh em sẽ nấu đơn giản mọi người. Cho ít dầu ăn vô
chiên sơ con cá cho nó thử mùi tanh, rồi cho nước vô, cho me vô, vậy là xong. Không biết ai cơm thôi xuống biên. Rồi, cơm cũng đã chín, cá cũng nướng xong rồi, giờ mấy anh em ăn cơm mình. Con này thịt chắc chứ, anh không chiên như vậy mà nó cũng đâu có bở ra đâu, ăn miếng cục luôn. Chứ cá đang đỏ chắc em nghĩ nó bở ra à. Không được như vậy đâu, đỏ con này sao đâu có bở đâu. Không bở hả? Không bị bở. Thịt ngon ngọt đấy ta. Trời sáng rồi nha mọi người. Sáng hôm nay là ngày thứ ba của mấy anh em Sang ở dưới sông đó. Tối hôm qua thì Sang ngủ trên cái võng ở chỗ này, trên cái chòi phía trên đây nha. Ở chòi này thì nó cao so với cái mực nước sông á, nên nằm ở trên này ngủ rất là mát luôn. Sáng hôm nay thì mọi người xem này, cái mực nước sông đã rút đi nhiều so với cái ngày Sang xuống đây á. Cái ngày thì hôm trước á, Sang xuống đây thì nước sông rất là cao, nó tràn qua cái đám cỏ ở trên này này. Do là 2-3 ngày rồi Sang xuống đây là không có mưa nên nước sông nó rút đi mọi người. Giờ thì Sang dậy xuống dưới phía dưới chòi dưới kia để mấy anh dậy chưa, rồi mấy anh em Sang sẽ ăn uống buổi sáng, rồi mình sẽ đi thăm câu nha, để xem ngày hôm nay mình sẽ bắt được con cá gì hay không. Hy vọng là sẽ kiếm được cá to nha mọi người. Cũng không may là do Sang xuống đây là không có mưa. Không có mưa thì tỷ lệ dính cá nó cũng thấp mọi người, nhưng mà vẫn hy vọng thôi. Vừa mới ăn cơm sáng xong mọi người, bây giờ thì lên trên thuyền nè. Mình sẽ chạy thuyền xuống đoạn thác để thăm con đứa con. Nãy giờ thì mấy anh em Sang chạy xuồng từ chòi xuống tới đây mọi người. Anh Huân thì vừa mới xong xong tay lưới nha. Thành quả của tay lưới này nè. Thì được ở đây một con cá ngựa to to. Thì dính lưới nha. To. Con này chắc 2kg, 2kg 3kg. To. Đây này. Con này thì nhìn đẹp lắm nha. Mùa này nó dài quá ha. Đây là một đống cá mà dinh nhỏ lắm. Rồi thì mình sẽ ra để thăm câu. Cái chỗ này là mình hôm qua mình thả ba lưỡi câu. Quấn gì ta? Ngày hôm qua ngay cửa suối nè thì mấy anh em Sang thả ba lưỡi với mình. Lưỡi đầu tiên ở kia thì không dính, lưỡi thứ hai thì nó bị quấn rác đây nè. Quấn con mồi luôn nha. Hai lưỡi đầu tiên không dính nha. Đây lưỡi nè. Dính cá. Dư dịch nè. Là cá mồi ta. Đây là lưỡi thứ ba nha mọi người. Ủa, cà phê. Hay qua mùi ốc. Mùi đường cà phê, cà phê mọi người. Ô, cà phê xong to ta. Con này đông nhất lắm. Đây, cà phê xong. Cái lưỡi này hôm qua để lại mùi ốc đó mọi người. Nửa ký không ta? Ba muốn là. Wow, mọi người xem cà phê xong này. Nhìn đẹp không?
Hôm qua cái này mấy anh em sẽ để bò ốc ăn luôn mọi người. Con này thì anh Huân bảo là nó phải 3-4 lạng nha. Nhìn đã thôi. Hai ba lưỡi ở đây được một con đầu tiên. Bên kia đúng không? Bên kia ba lưỡi. Chạy tiếp qua bên kia thăm tiếp. Quên mắt. Móc cái lưới đấy luôn. Cái lưới này bị vướng rồi. Sao lại thấy kìa, ơi nước chảy hả? Trên này mấy lưỡi ta? Như ở đây còn một lưỡi nữa. Đâu đây nè? Đây này, tít bên trong kìa, không có tít bên trong một cái. Đây ở ngoài con lưỡi nè. Còn mồi luôn. Phía trước đây còn lưỡi. Gì đây? Cá tô. Cái gì hả? Cá tô lắm. Ôi cá tô. Cái gì? Cá tô không biết. Cá tô mạnh lắm. Kéo. Rồi. Thôi. Cần này dính cá mọi người ơi. Đây. Kéo hả? Em kéo rồi. Kéo ra ngoài đó. Con này dính cá mọi người ơi. Anh Nghĩa bảo là cá to. Cá to, kéo mạnh lắm. Mắc lô rồi. Chưa thấy nha. Kéo mạnh quá. Ui. Kéo mạnh quá thì nhả. Mắc lô. Mắc lô hả? Dây dài không ta? Ôi mất cái lô nhỏ kia kìa. Còn cá không? Còn. Kéo cái gần rồi thôi. Đừng để dính gần. Đâu rồi? Còn. Còn không? Mất rồi. Ui. Lăng đỏ. Giờ đâu không? Còn này dính lăng đỏ mọi người ơi. Anh kéo đằng sau. Đâu? Cũng to lắm. Từ thôi anh Huân ơi. Không có giật mọi người ơi, mấy anh em sao không có giật. Có cái gì vớt được không? Đâu đem lên. Bờ ngạnh nó nghĩa ơi. Ui trời ơi, bự ơi. Lấy cái túi lưới vớt đầu á. Vớt đầu lắm. Túi lưới này á? Ừ. Nhỏ quá. Mở ra, rộng quá. Hai em bỏ lên cho. Anh Huân bỏ đi, anh Huân lấy hai tay bỏ đi. Mạnh lắm anh Huân ơi. Kéo căng quá nha. Rồi em không kéo căng đâu. Để coi nó dính đâu đó. Ui. To. Dính mép rồi. Quá bự rồi mọi người ơi. Đây mọi người ơi. Cái cần từ. Cái lưỡi ở đây dính được bộ cái lăng đỏ này. Anh Nghĩa bỏ hai bên lên nha. Ui to cá lớn. Ui, từ hở nha để nó xảy á. Cẩn thận ơi xảy á. Đây mọi người ơi, săn cá lăng đỏ đã thành công nha. Cái lưỡi này mới là lưỡi thứ 5 thôi. Đây mọi người xem kỳ như này. Kỳ ôi làm sao xảy được đúng không? Dính cả đêm. Dính cả đêm luôn mọi người. Đẹp quá. Mọi người thấy cái đuôi nó không? Lăng đỏ mùa này thì nó rất là to nha mọi người. Với lại đuôi nó sẽ đỏ, nó dài. Đây này, đo. Cài lưỡi. Từ để xài thử. 1 gang, 2 gang. Chắc 3 gan, 4 gan rưỡi mọi người. Con này thì mấy ký luôn, đoán thử. 6 ký à? 6 ký. Quá. Từ. Để anh Huân quay em bỏ lên cái. Quá đã lắm mọi người, mới lưỡi thứ 5 thôi nha. Mới lưỡi thứ 5 thôi mà được con cá lăng đỏ cỡ này luôn này. Quá. Thấy cái đuôi không? Mọi người thấy cái đuôi của nó không? Đã không? Thôi gỡ nha.
Đây giờ anh Huân sẽ bỏ lên cho mọi người xem nha. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Cá lăng đỏ thì khi nó dính câu á, nó sẽ quậy rất là mạnh nha mọi người. Mấy anh em sang phải tỉ mỉ kéo lên chứ không là sảy được, không sảy hết một con rồi. Bây giờ gửi nha. Ủa? Thôi. Cứ gửi ha. Đổ qua mồi có cá sống là có hiệu quả liền mọi người. À, nhìn đẹp thiệt chứ. Mọi người xem đuôi của nó này. Hai lưới này móc mồi lại chưa? Chưa. Chưa cột quá đâu anh Nghĩa. Cái kỳ phía trên này. Wow. Nó kéo vô bụi lô. Xong rồi anh Nghĩa thăm á. Nghĩa bảo dính cá. Quá đã rồi. Một con. Hai con chứ. Con cá phi. Hai con. Còn lưới ngoài kia nữa anh Nghĩa. Nước đục đục này là đúng mùa cá lăng đỏ đi ăn mọi người. Nếu mà mình đi săn lăng đỏ thì rất ít khi mà không dính nè. Để sang thay nước cho nó đã. Rồi mấy anh móc mồi lại luôn. Bữa nào có dịch xuống lại tiếp tục thăm mọi người. Mùa này là vào mùa cá lăng rồi mà. Bây giờ thì sẽ cho nước vô cho con cá nè mọi người. Ngày hôm qua thì ngay cái chỗ này nè, mấy anh móc một con cá mồi rất là to luôn nha. Chắc gần bằng bàn tay á. Mà con cá lăng này nó vẫn ăn được mọi người. Tại vì mọi người thấy cái miệng của nó nè. Cái miệng nó to lắm. Cái miệng này thì nó nuốt con cá bằng bàn tay à, bằng bàn tay thì dư sức luôn. Mất còn cái đó không? Hôm qua anh móc con này mà. Cái đó à? Hồi là nó quấn vô cây mấy ha. Nếu quấn vô cây lộ ô tươi chắc gãy rồi, đứt rồi. Rồi giờ anh Huân móc mồi xong quăng lại cho mọi người. Quá đã rồi. Thành quả đầu tiên thì được con cá lăng này. Với lại được một con rô phi. Rô phi cũng to. Hai con. Với con cá ngựa đó. Cá ngựa này dính lưới. Thì là ba lưỡi ngay chỗ này mọi người. Thì dính được một con cá lăng. Chắc 5-6kg gì đó. Ba lưỡi bên kia thì dính được con cá phi. Còn trên đây thì hai lưỡi nè. Giờ thì mấy anh em sang sẽ thăm hai lưỡi trên đây nha. To ha. Cái chỗ này ngày hôm qua dính qua lăng vàng bự rồi mọi người. Hôm nay nước rút đi rồi. Chạy quá, chỗ này chạy quá. Ô đứt đá luôn rồi. Ô đá nhỏ. Chạy quá con mồi chết thôi. Con mồi cắt đây. Đứng lại nha, đứng chắc rồi. Rồi. Đứng ở trên đầu kìa. Đây nè anh nha. Hôm qua cái chỗ này mấy anh em sang câu mồi sống á. Thì nước chảy quá. Giữ cái lưới kia lại không mắc rồi. Rồi em giữ. Cái chỗ này nước chảy xiết lắm mọi người. Tháo hả anh không? Cái chỗ này hôm nay nước chảy quá mọi người. Nên mấy anh em tháo đi, còn một lưỡi thôi. Nãy giờ thì mấy anh em sang cũng đã đi thăm hết mấy cái lưỡi câu rồi nha mọi người. Thành quả thì được ở đây sẽ quay cho mọi người xem nha. Được ở đây một con cá rô phi. Một con cá rô phi sông. Chắc tầm 2-3 lạng gì đó. Thì rất là to luôn ha. Với lại một con cá ngựa.
Cá ngựa này thì anh Huân giăng lưới, một ít cá nhỏ nhỏ thì không nói rồi. Còn ở đây thì một con cá lăng. Nghĩ bỏ lên đi nha. Ở đây được một con cá lăng nha. Đây, con lăng này mọi người xem này. Theo như mấy anh em sang đón á, thì nó được khoảng tầm 5 đến 6 kg gì đó. Đợt này thì mấy anh em sang á, canh mùa nước đục để đi săn cá lăng đỏ. Nói chung á, săn được cá lăng đỏ này á, thì cũng đã được gọi là chuyến đi này thành công rồi. Nhưng mà con này á, thì chưa được gọi là thủy quái nha mọi người. Thủy quái thì mấy anh em sang phải tính là những con mà trên 15 16 kg á, thì mới là thủy quái. Con này 5 6 kg như thế này á, thì chưa gọi là to lắm đâu. Giờ ghé ngay cho nó đẹp đẹp chỗ này nè. Mấy anh em sang chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Sang chụp vài tấm hình với cá lăng. Xong giờ thì mình sẽ quay về chòi nha. Cái chuyến đi săn cá lăng đỏ này của mấy anh em sang đã thành công nha mọi người. Đã bắt được một cá lăng đỏ. Nhưng mà con này chưa gọi là thủy quái. Nên chắc có lẽ là một vài tuần nữa thì mấy anh em sang sẽ làm một cái chuyến săn tìm thủy quái 10 ngày để kiếm những cái con to, thật to nha. Còn con này chỉ gọi là con nhỏ thôi. Bây giờ thì thôi về trời. Còn cái phần lấy cam có lẽ là ngày mai mấy anh em sẽ xuống lấy sau mọi người. Với lại là mấy anh em có móc mấy cái mồi rồi, ngày mai xuống mình thăm câu xong mình lấy cái phần lấy cam luôn. Dưới này không có cái đồ. Cái phần lấy cam treo cái cây kia có cái đoạn này nè. Nhưng mà hôm nay không có đồ để leo cây nên mấy anh em sang cũng không leo được. Để đó là đó thôi. Nãy giờ thì mấy anh em sang vừa mới chạy xuồng về tới chòi nha mọi người. Và đây là thành quả của ngày hôm nay mình thu lại được nè, sau cái chuyến đi săn tìm cá lăng đỏ 3 ngày 2 đêm nha. Thì đây là con cá lăng mà mấy anh đang câu được. Khi nãy thì sang quay bằng cái điện thoại kia không thấy nó to lắm mọi người. Nhưng mà khi quay bằng cái điện thoại này thì mọi người xem này, rất là to luôn ha. Đây là kỳ phía trên của nó nha. Còn đây là đuôi của nó này. Cá lăng đỏ thì nhìn rất là đẹp, nhất là những con cá lăng đỏ mà nó ở những dòng sông mùa nước lũ á, nước chảy xiết á, thì mình nó rất là thon, rất là dài và thịt ăn rất là ngon nha. Thấy cái phần thịt phía trên của nó không? Nó có phần cơ bắp luôn mọi người. Coi con này á, làm gỏi hay làm bất cứ món gì á, thịt rất chắc, rất là ngon. Giờ thì sẽ chụp vài tấm hình, xong rồi mình sẽ quay về nha. Tính ra thì cái chuyến đi này của mấy anh em sang á, thì ngày đầu tiên á, bắt được một con cá lăng vàng to. Ngày thứ hai á, thì được một con cá lăng đỏ to với một cá rô phi. Chuyến đi thì cũng đã thành công rồi. Nhưng chỉ tiếc một cái á, là cái phần lại cam á, thì nó còn nằm ở trên cây. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày mốt gì đó thì mấy anh em sang sẽ quay xuống đây thăm mấy cái lưỡi câu này cũng như là đi lấy cái phần lại cam đó nha. Do là hôm nay ở dưới đây á, thì không có mang theo đồ leo cây á mọi người, nên là mấy anh em cũng không có lấy được cái phần lấy cam đó, thì vướng trên mút của ngọn cây, nên có thể là ngày mai. Còn hôm nay thì sẽ mang con cá lăng này về nhà nha mọi người, cân xem là nó được bao nhiêu ký. Còn bây giờ thì có lẽ là sẽ tạm dừng clip ở đây nha, chuyến đi này cũng dài rồi. Đây, xem lại nha. Săn cá lăng đỏ thành công nha mọi người, chỉ có cái là con này chưa được gọi là thủy quái. Thủy quái thì hẹn mọi người một tuần nữa nha. Tuần sau thì mấy anh em sang sẽ làm một cái chuyến đi kéo dài khoảng đâu đó 10 ngày để kiếm những cá lăng mà trên mười mấy 20 cân á, thì mới gọi là thủy quái nha. Con này thì chỉ là 5-6 kg thôi, bình thường thôi. Nhìn đã không? Vừa mới chất con cá lăng lên xe mọi người, cái đuôi đó. Bây giờ thì mình chạy về nhà nha. Cái chuyến đi săn cá lăng đỏ mùa nước lũ á, thì cũng đã thành công rồi. Hôm nay thì nước nó cũng thấp đi phần nào rồi, mà vẫn còn rất là đục nha. Giờ có lẽ là mấy anh em sang sẽ trở về nhà. Xong rồi ngày mai có thể là sang sẽ quay xuống đây một lần nữa để mà thăm mấy cái lưỡi câu mà ngày hôm nay anh Huân cấp này. Và lại thứ hai là mình đi lấy cái phần lấy cam. Còn cái phần lấy cam kẹt trên cây nữa, ngày mai không biết sao lấy được. Về thôi.